Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và ngay bên cạnh mình đây, đó chính là hai chiếc tai nghe đến từ thương hiệu My First Phone, một thương hiệu chuyên sản xuất đồ chơi công nghệ dành cho trẻ em đến từ Singapore. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về hai sản phẩm này nhé, để xem rằng em nó có những điểm gì hấp dẫn. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bắt đầu thôi. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là My First Headphone Wireless. Đây là một sản phẩm gây rất nhiều ấn tượng đối với mình về phần thiết kế, bởi vì trông nó khá dễ thương và bắt mắt. Hơn thế nữa là với màu sắc đó chính là màu xanh và màu hồng thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn nhỏ. Trọng lượng của em nó chỉ rơi vào khoảng 69g, thì dù các bạn nhỏ có chạy nhảy nô đùa đi chăng nữa thì cũng sẽ không cảm thấy bị vướng víu hay là gây ra khó chịu. Phải nói tới một điểm cộng rất lớn đó chính là cái phần khung của chiếc tai nghe này này. Họ thiết kế bởi một cái vật liệu có thể nói rằng là nó mang lại một sự độ bền bỉ rất là cao. Và ngoài ra nó sẽ không quá ôm, sẽ không gây ra cái việc là bị đau tai hay là mỏi tai trong quá trình sử dụng lâu dài ấy. Cái này thì thường hay xảy ra ở trên những tai nghe in-ear hoặc là on-ear, thì thường sẽ gây ra là bị đau tai hoặc là gây ra mỏi tai trong quá trình sử dụng lâu dài. Còn đối với chiếc tai nghe này thì chúng ta chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề đó. My First cũng rất chú trọng về sự an toàn khi sản xuất thiết bị này. Chính vì vậy mà họ đã giới hạn âm thanh tối đa của chiếc tai nghe này chỉ rơi vào khoảng là 85 dB mà thôi. Đây là ở mức tiếng ồn rất là an toàn và không gây ra ảnh hưởng tới tai. Mặc dù là chúng ta có sử dụng trong một khoảng thời gian dài ở cái độ tiếng ồn là 85 dB đi chăng nữa, nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến màng nhĩ của các bạn nhỏ. Về phần âm thanh thì mình bị ấn tượng ngay khi ở lần nghe đầu tiên, khi bass của chiếc tai nghe này rất sâu và chắc. Ngoài ra thì em nó cũng được trang bị công nghệ stereo mang lại trải nghiệm rất thú vị. Hơn thế nữa là ở trên chiếc tai nghe này còn được trang bị thêm một microphone để hỗ trợ cho việc đàm thoại. Thì đây là một cái ở thời điểm này thì khi mà chúng ta đang chủ yếu là học online tại nhà thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn nhỏ ở thời điểm hiện tại. Về cuối cùng nhá thì phải nói về pin. Về pin của sản phẩm này thì theo như hãng công bố là chúng ta có thể sử dụng liên tiếp là trong khoảng 12 giờ. Nhưng mình nghĩ là chỉ ở mức âm lượng là 30-40% mà thôi. Còn ở chế độ chờ thì rơi vào khoảng là 250 giờ. Còn trên thực tế thì mình test ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 3-4 giờ khi ở mức âm lượng 85 dB các bạn nhé. Đối với mình thì thế là khá là ổn trong một chiếc tai nghe dành cho trẻ em như bao giờ. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc tai nghe khá đặc biệt. Nó có tên là My First Headphone Bone Contraction Wireless, cái tên khá là dài. Bởi vì đây là nó được sở hữu cái công nghệ gọi là truyền âm thanh qua xương, một cái công nghệ rất là mới và khá là ấn tượng đấy. Không giống với các tai nghe truyền thống thì chiếc tai nghe này sử dụng công nghệ truyền dẫn âm thanh qua xương, và nó cụ thể nó sẽ truyền âm thanh qua xương gò má. Công nghệ này sẽ giúp cho việc bảo vệ đôi tai không bị chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn lớn trong một khoảng thời gian dài, và các bạn nhỏ có thể dễ dàng nghe được âm thanh ở xung quanh. Một điểm đặc biệt nữa đó chính là khi mà chúng ta sử dụng chiếc tai nghe này thì sẽ không gây ra đau hay là mỏi tai, bởi vì khi mà đeo thì cái phần âm thanh này nó sẽ đi vào phần xương gò má này chứ nó sẽ không vào phần tai. Chính vì vậy nó sẽ không gây ra cái sự gọi là bị mỏi hay là bị đau tai đâu. Ngoài ra thì chúng ta có phải nói về cái sự an toàn trong quá trình sử dụng dành cho trẻ em mà. Thì cũng giống như chiếc headphone mà mình vừa đề cập phần trên, thì My First họ cũng giới hạn cái âm lượng của thiết bị này chỉ rơi vào khoảng 85 dB mà thôi. Và ở mức này là mức an toàn, thì dùng trong khoảng thời gian dài chăng nữa thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tai và không gây ảnh hưởng đến màng nhĩ của trẻ nhỏ. Với thiết kế rất hiện đại này và trẻ trung, phù hợp với các bạn nhỏ ở nhiều lứa tuổi. Các điểm tiếp xúc được làm bằng cao su mềm và trọng lượng chỉ là 26g, sẽ mang lại sự thoải mái ngay cả trong thời gian dài sử dụng, rất phù hợp trong những chuyến đi dài hoặc là đi máy bay chẳng hạn. Ngoài ra, chúng ta phải kể tới khả năng kháng nước là IPX6, sẽ mang lại cảm giác an tâm trong quá trình sử dụng của các em nhỏ, khi mà IPX6 có thể chống lại các tia nước áp suất cao trong khoảng thời gian tối đa là 3 phút các bạn nhé. Với dải tần số từ 20 cho đến 20.000 Hz sẽ mang lại chất lượng âm thanh rất là rõ ràng này, trong sạch này. Và ngoài ra thì chiếc tai nghe này cũng được trang bị microphone để hỗ trợ đàm thoại, rất phù hợp để học online ở thời điểm hiện tại. Về thời lượng pin thì theo như hãng công bố ấy, thì để sạc đầy ở chiếc tai nghe này thì chúng ta cần khoảng 2 giờ và thời gian chơi liên tục thì rơi vào khoảng 5 giờ. Và nếu để ở chế độ chờ thì chúng ta có thể để lên đến 20 ngày luôn. Và đây là một con số khá ấn tượng đối với mình cho một chiếc tai nghe dành cho trẻ em. Và vừa rồi là một vài thông tin về hai chiếc tai nghe đến từ thương hiệu My First Phone. Có thể thấy rằng là đây không chỉ là một chiếc tai nghe dùng để giải trí đâu, mà em nó cũng có thể hỗ trợ cho việc là học tập của các bạn nhỏ nữa. Và vừa rồi là một vài thông tin về hai chiếc tai nghe dành cho trẻ em đến từ thương hiệu My First Phone. Có thể thấy rằng đây là một chiếc tai nghe
Có thể thấy rằng đây là hai chiếc tai nghe có thiết kế khá là ấn tượng, trẻ trung và phù hợp với các bạn nhỏ. Hơn thế nữa là nó rất phù hợp đối với việc là chúng ta muốn sử dụng trong việc giải trí cũng như là để hỗ trợ cho việc học tập. Ví dụ như mình học tập online tại nhà như mình vừa đề cập phần trên ấy, thì nó rất là phù hợp ở thời điểm hiện tại luôn. Nhất là thời điểm dịch bệnh như này mà đang rất là kéo dài thì chúng ta chưa biết được thời điểm nào sẽ là thời điểm đến lớp nữa. Và tất nhiên thì cả hai sản phẩm này đều đang có sẵn các số lượng của An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.